Thiệu cho các bác một dòng sản phẩm vang số X12i Pnut, thì một dòng vang số cao cấp nhất hiện nay. Thì con này thì cũng 2 năm trước, tầm 2019 thì em có đến năm 2020 này, em cũng về được mấy lô rồi đấy, thì cũng đều là hết hàng. Thì hôm nay thì em lại tiếp tục gọi là cập bến được 30 con nhé các bác nhé, tổng 30 con. Thì đây thì em lên sóng để quay cho các bác về cái nội thất, cái hình thức của con vang X12i Pnut này. Thì cái con này thì nó vẫn chưa có hàng bãi nha các bác nhá. Con này thì nó mới sản xuất 2019, chưa có hàng bãi. Thì cái dòng chỉ có X12 thường thôi. X12 thường thì hiện tại X12 thường thì đang có hàng bãi, vì X12 thường nó ra trước con X12i Pnut. Con này đời nó ra sau, đời cao cấp hơn nhá. Đời cao cấp hơn và tất tận cả của nó được nâng cấp hơn con X12 thường rất là nhiều. Thì con này thì là trước tiên là cái mên chống hú của nó nhá các bác nhá. Mên chống hú của nó là mên chống hú liền. Đấy, mên chống hú liền. Đấy. Nên là các bác chơi yên tâm, không giờ sợ bị kiểu như là lỗi mên chống hú. Đấy, mên chống hú làm liền luôn, tất cả của nó là thiết kế đầy đủ linh kiện cho các bác. Linh kiện là linh kiện đủ nhá các bác nhá. Những con X12 thì thật sự các bác là có những cái linh kiện có chỗ nó không hàn vào. Đấy, thì nó bị thiếu cũng rất là nhiều. Nhưng mà riêng con này thì thật sự các bác là chỗ nào các bác cũng có thể nhìn thấy đủ linh kiện. Đấy, không bị khuyết, không bị lỗi, không bị thiếu sót ở cái chỗ nào cả. Đấy, những cái lỗ chân của nó, những cái chân của cả những cái con nhỏ nhỏ đó, nó đều có số hết, đều có thông số hết. Và nó đều là ghim đủ. Chứ nắm con thì nó chỉ có gọi thông số chứ nó không có linh kiện. Đấy là linh kiện thiếu nha các bác nhá. Đấy. Thì riêng về dòng này thì thật sự các bác là mặt của nó mặt mũi màu đen. Tên là TL Acoustic. Mã là DSP8888. Đấy. Mặt màu đen. Phanh rôm màu đen nhìn rất là sang trọng. Các bác có thể ghép vào những cái tủ kệ hoặc là những cái bộ dàn này các bác, rất là hợp vì nó là màu đen, rất là khỏe. Thì con này thì nó là dòng X12i Pnut. Thì con này thì nó cải biến hơn những cái dòng X12 thường. Đấy. Thì, con này thì là dư bên em thì em sẽ bán, em bảo hành cho các bác là 12 tháng cho các bác nhá. Lỗi 1 đổi 1. Lỗi 1 đổi 1. Đấy, vì con này em bán rất là nhiều rồi. Chúng mà rất là nhiều anh em dùng rồi, từ 2019 đến giờ này chưa có một anh em nào là kêu lỗi ở cái dòng vang X12 Pnut này nha các bác nhá. Vì là dòng này nó sửa lỗi rất là cao, tất tận cả các lỗi như là dòng X3, X5, X6, X7, X8, X10, X12, tất tận cả những cái lỗi gọi là ở những cái con dòng X đời thấp ấy, thì những cái con đời X cao này là nó khắc phục cái sự gọi là sửa lỗi. Đấy, nên là dùng không bao giờ gọi là, em cứ nói thật là rất ít khi. Đấy. Trừ khi ví dụ như là vận chuyển gọi là nó quăng quật, nó gọi là cái rắc này giết nó nong thôi, chứ còn nói chung là những dòng này các bác dùng yên tâm luôn. Yên tâm tuyệt đối đấy. Đấy, thì về cái dòng này thì về linh kiện thì em sẽ quay cho các bác. Con này nó sử dụng là chip analog 21489, một dòng chip rất là đời rất là cao. Đấy, một đời chip rất là cao, analog của Mỹ nha các bác nhá. 21489. Đấy. 21489. Đấy. Và những con chip đây như là anh em thường nói, đấy là cái con chip PMC. Chip PMC. Đây. Đấy, ví dụ như con này. Đấy, quay nó bị nó ánh điện đèn các bác nhìn nó hơi quá tí. Đấy. Đây. PMC. Nó ánh đèn này để soi nó các bác kỹ, nó đang bị ánh đèn nha các bác nhá. Đây, ví dụ như là những cái con này này. Đấy. Đấy, là anh em thường nói là đấy, những cái con chip rất là hay. Đấy. IC. Đấy. Đây là con chip tổng to của nó, còn những con này là con
IC này, những con tụ này. Đấy. PMC này, đấy. PMC là những con này này, đấy. PMC. Đấy. Vì những cái dòng vang này đây này, con này thì đây nhá các bác nhá, thì là nó sản xuất từ trước giờ. Nó ra là ngày mùng 5 tháng 11 2019 nhá các bác nhá. Thì đến bây giờ đã được 2 năm này, thì tầm độ khoảng tầm 2 đến 3 năm nữa thì con này nó sẽ có hàng bãi ở trên thị trường. Còn hiện tại bây giờ ấy là vẫn chưa có hàng bãi, vì là các bác phải hiểu là những con vang đời cao thì ít nhất người ta dùng đến 5 đến 7 năm người ta mới gọi là bỏ ra, ví dụ ở bên phòng hát ở bên kia. Đấy, thì đa phần là người ta phải dùng đến cái mức đấy thì người ta mới gọi là thôi. Đấy. Thế nên là các bác chơi những cái dòng này mà để mà chơi bãi thì phải tầm chờ 2 3 năm nữa thì nó mới có bãi nha các bác nhá. Đấy. Em quay chi tiết cho các bác này. Hơi mờ. Đấy, các bác nhìn rõ chưa? PMC này. À PCM, PCM nha các bác nhá. PCM. PCM. Đấy. Rõ từng chi tiết một. Đấy. Chip thì để lên hơi đung ngược ngược này. Analog này 21489 này. À, con này thì sẽ có hai đường mic cũng như là con X12 thường thôi. Hai đường mic vẫn là hai đường mic riêng biệt nha các bác nhá. Hai đường mic riêng biệt. Đấy. Và được 6 đường ra. Đấy, 6 đường ra bằng lỗ can lông và hai đường ra thì bằng lỗ hoa sen, thì nó sẽ có là một đường sub và một đường center nha các bác nhá. Thì coi như là tổng là của con này của nó có hai đường sub này, hai đường center này. Đấy. Và hai đường loa chính này, hai đường loa phụ ở đằng sau này. Đấy. Cổng quang này, tất cả sắc này của nó đều là bằng rắc chân đồng nhá. Và đều bằng rắc chân đồng, tín hiệu ra đều là bằng chân đồng hết. Đấy, rất là chắc chắn, tín hiệu ra cực kỳ là tốt luôn. Đấy, tín hiệu vào của nó cũng thế. Đấy, những cái đường AV của nó đều là mạ đồng hết nha các bác nhá. Đấy, đều là bằng đồng hết. Đấy. Đấy thì cái về cái chất âm của cái dòng này thì thật sự các bác này em cũng làm rất là nhiều video về cái dòng này rồi. Thử so sánh chất âm những cái dòng này với lại những dòng khác. Tiếng riêng về cái dòng tiếng X12i này thì cái dòng X bao giờ tiếng nó rất là dày tiếng, rất là dày tiếng. Các bác có thể làm ở sự kiện ngoài chơi hoặc là phòng hát đều là ok. Vì những cái con này thì nó là tiếng về nghe nhạc và tiếng mic của nó cực kỳ là hay. Đấy, echo gì vợt nó rất là dày tiếng, nó không mỏng như cái dòng của Shiso. Shiso tiếng của nó rất là mỏng. Đấy thì riêng các bác thấy em có bao giờ em làm Shiso mấy đâu, vì là cái dòng Shiso tiếng nó không hay. Đấy là không hay thì nó thật các bác em cũng không nhập về. Nhập về bán cho các bác mà không hay thì sẽ làm tự mình sẽ làm mất khách thôi. Đấy, nên là những cái gì hay, cái nào chất lượng, cái nào tinh quý nhất thì bên em sẽ nhập về để làm sao để gọi là cung cấp những cái sản phẩm gọi là tốt hay để cho các bác được sử dụng giá thành hợp lý. Thì riêng về cái con vang X12 này thì em đang y này em đang bán với giá là 4,5 triệu nha các bác nhá. 4,5 triệu X12i đúng thương hiệu của TL Acoustic nha các bác nhá. DSP888 đấy, một thương hiệu cũng khá là quen thuộc rồi đấy, từ 2019 đến giờ rồi. Dòng này các bác nào nhà nào dùng rồi thì các bác sẽ biết về cái chất âm, về cái đảm bảo cái độ chất lượng, độ bền của nó như thế nào. Đấy thì cũng là 2 năm nay thì các bác trải nghiệm, các bác sẽ tự gọi là rút ra được thôi. Đấy, vì là em bán rất là nhiều rồi riêng về cái dòng này. Đấy thì thôi, thì cái video này thì em cũng xin quay ngắn gọn tại đây thôi.